Chào mọi người, hôm trước các bạn có xem buổi họp báo kỷ niệm 15 năm của Xiaomi không? Nói thật, thì tôi thực sự bị choáng ngợp đến phần sau của buổi ra mắt. Khi giới thiệu về chiếc SUV U7, tôi gần như chẳng còn tâm trạng để nghe nữa, bởi vì tôi đã hoàn toàn bị cú ra mắt của Xing O1 làm cho kinh ngạc. Có quá nhiều điều bất ngờ, cũng như rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Đúng vậy, nếu bạn cũng từng theo dõi hành trình Xiaomi tự phát triển chip, thì từ lần thử nghiệm đầu tiên của Pi con sở chết một vào giữa năm 2015 đến nay, đã tròn 10 năm rồi, suốt 10 năm qua, chúng ta đã nghe vô số câu chuyện về việc Xiaomi so sắp ra chip, sắp có đột phá, nhưng chỉ đến tối hôm đó, con sói thực sự mới xuất hiện. Xingou một không chỉ đạt được sản xuất hàng loạt, mà còn bước lên hàng ngũ top đầu flagship về hiệu năng. Nó được trang bị ngay dòng flagship mới, Etozhou của Xiaomi so và lập tức mở bán. Điều này thực sự khiến tôi vừa bất ngờ vừa phấn khích. Cảm giác như Xiaomi so đang nắm trong tay một đầu đạn hạt nhân cực mạnh. một mặt. Xiaomi đang phải đối mặt với áp lực dư luận cực lớn sau vụ tai nạn tự lái của dòng ô tô thông minh vào tháng 3, vụ hoàn trả xe vì lỗi camera mê giá kết. Trong vài tháng qua, họ bị chỉ trích nặng nề trên mạng xã hội. Mặt khác, trong bối cảnh đặc biệt nhạy cảm hiện tại, khi vòng đàm phán thương mại Mỹ chung lần 2 với thời hạn 90 ngày đang bước vào giai đoạn quyết liệt, thì Xiaomi lại tung ra kết quả của 10 năm làm việc chăm chỉ và hoàn toàn có khả năng thất bại chỉ trong một khoảnh khắc. Đúng vậy, tối hôm ấy, có cảm giác như tất cả nỗi không cam chịu, tinh thần không đầu hàng, không chấp nhận số phận của lôi quân suốt nhiều năm qua, đã được dồn vào của hạt nhân mang tên x rồi ném thẳng ra ngoài thế giới. Cảm giác ấy, thật sự như thể một gánh nặng lớn, đã được trút bỏ. Vậy hôm nay, chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề x O1, có thật sự là chip tự nghiên cứu, Xiaomi làm chip, có được coi là thành công không? Và sau khi x ra mắt, Xiaomi đang phải đối mặt với những rủi ro và thách thức ngầm nào? Câu hỏi đầu tiên, sau 8 năm kể từ dự án sốc, lần thứ hai Xiaomi tự thiết kế chip, lần này với Exynos một có được coi là thành công không? Nếu lấy tiêu chí, chip được thương mại hóa và sản xuất hàng loạt để đánh giá, thì đương nhiên là thành công. Một số người nói rằng, Exynos một chỉ là sản phẩm ghép từ các IP loại công khai, cấu trúc và IP đều là mua từ bên ngoài, không có mô đâm tích hợp, nên không có công nghệ lõi thực sự. Nhưng có thật như vậy không? Tôi muốn nói rằng, những ý kiến như vậy là hoàn toàn không hiểu gì về ngành công nghiệp chip sử dụng IP công khai như IP của Am chẳng hạn là đề hướng đến một kiến trúc thiết kế chuẩn hóa trong phát triển chip. Ngay cả những tên tuổi như Apple, Huawei, Qualcomm, MediaTek hay Samsung đều đã từng sử dụng cả IP công khai và IP tự phát triển ở nhiều giai đoạn khác nhau. Việc dùng IP công khai rõ ràng sẽ giúp ngắn thời gian thiết kế nhưng không có nghĩa chỉ cần lắp kép, các nguyên liệu hay trồng IP lên nhau là có thể làm ra một SOC điện thoại thương mại được thị trường chấp nhận ngay cả kỳ Jin 9000 s còn chip được cho là đỉnh cao của tự chủ trung quốc phần nhân nhỏ của nó vẫn là âm công khai thực tế quá trình phát triển chip phải trải qua nhiều giai đoạn từ dùng ip công khai đến ip hỗn hợp rồi mới tiền tới ip hoàn toàn tự nghiên cứu đây là một hành trình dài và được điều chỉnh linh hoạt theo kết quả kiểm nghiệm thực tế từ thị trường nói sâu hơn cái khó nhất của một soc cao cấp không nằm ở việc dùng IP nào hay phá vỡ một giới hạn kỹ thuật đơn lẻ nào đó, thiết kế chip cho smartphone là một bài toán cực kỳ phức tạp mang tính hệ thống, giống như việc xây dựng một siêu đô thị ở quy mô hiển vi bạn có hiểu khái niệm mô hình sinh thái và chuỗi chức năng không đây là vấn đề cân bằng và tối ưu hóa tổng thể sao cho hiệu năng điện năng tiêu thụ chi phí và khả năng tương thích hệ sinh thái có thể phối hợp một cách hoàn hảo ví dụ cpu gpu npu mỗi loại có yêu cầu băng thông dữ liệu hoàn toàn khác nhau điều đó buộc bạn phải thiết kế một kiến trúc kết nối nội bộ vừa cân bằng với hiệu quả một ví dụ khác gpu adageno do quan tâm tự thiết kế có hiệu suất xử lý đồ họa và dây chê sinh rất mạnh nhưng công suất tiêu thụ còn cao hơn cả mali của am để xử lý chuyện này, cần có một chiến lược phân phối động thông minh, nếu không sẽ chỉ là con dao hai lưỡi. Ngoài ra, theo một số thông tin, Exynos một đạt hiệu năng AI tới hơn 40 tắp, đủ sức chạy mô hình AI lớn ngay trên thiết bị. Điều này không hề đơn giản, muốn làm được như vậy, phải có đột phá toàn chuỗi từ kiến trúc đến tối ưu toán tử. Chưa kể, chip 3 nanomet có chi phí tết bao, lần in thử đầu tiên lên tới hơn 80 triệu đô la Mỹ, mà tỷ lệ thành công cho lần đầu thường không vượt quá 30%, điều này yêu cầu một mức độ hợp tác cực kỳ chặt chẽ với xưởng đúc cùng năng lực triển khai cực kỳ chính xác và còn rất nhiều yếu tố khác nữa không còn nghi ngờ gì nữa cốt lõi của thiết kế chip tuyệt đối không phải là đắc nguyên liệu đơn thuần mà là một năng lực tổng hợp đa chiều dựa trên tư duy kỹ thuật hệ thống bạn chỉ cần hiểu một điều phát triển soc cho điện thoại cao cấp luôn nằm ở đỉnh kim tự tháp công nghệ trong toàn ngành bán dẫn toàn cầu số lượng công ty trên thế giới có khả năng phát triển toàn bộ chuỗi soc đếm trên đầu ngón tay nhiều nhất cũng chỉ hai bàn tay là cùng cho nên việc sử dụng ip công khai chỉ là điểm khởi đầu còn giao cản kỹ thuật thực sự nằm ở việc làm thế nào để khai thác được tối đa tiềm năng của các ip đó thông qua thiết kế đạt chuẩn cao nhất Muốn vậy, mỗi đun, mỗi nhóm kỹ sư đều phải có nền tảng sâu sắc về kiến trúc hệ thống, hệ sinh thái phần mềm, phần cứng và năng lực công nghệ tiên tiến. Vì vậy, nếu có ai nói rằng, âu một chỉ là sản phẩm lắp ghép, là kết quả của việc đi mua chỗ này, mua chỗ kia, ghép lại với nhau thì tôi phải nói thẳng, đó là một sự sỉ nhục rất lớn với công sức của cả đội ngũ kỹ sư. Tiếp theo, nếu bạn hỏi tôi có kỳ vọng gì với tương lai của SGO một sau khi ra mắt không, tôi sẽ trả lời rất thẳng thắn. Cá nhân tôi đánh giá khá cao. Về sản phẩm, SGO một sử dụng tiến trình n 3 y thế hệ thứ hai của TSMC. Đây là một công nghệ khá quen thuộc, rất ấn tượng về hiệu suất năng lượng. Dù con chip này chỉ tích hợp khoảng 19 tỷ trên sister, nhưng với cấu trúc CPU 10 nhân, xung nhịp lên tới 3,9 GHz, GP 16 nhân, NP 6 nhân, DSP và ISP đều là thế hệ thứ ba. Ngoài ra, chip modem sử dụng giải pháp ngoài là MediaTek T804 nanomet. Mặc dù lôi tổng trong buổi ra mắt, có tuyên bố rằng Exynos một có thể đọ sức tay đối với FBA 18, thì cá nhân tôi vẫn còn nghi ngờ về điều đó. Tuy nhiên, từ một số đánh giá sớm trên máy mẫu. Do các KOL công nghệ được trải nghiệm, dù ai cũng biết máy truyền thông là để quảng bá và có phần thổi phồng, nhưng cảm nhận tổng thể của tôi là vượt kỳ vọng. Ít nhất, tôi có thể khẳng định, Exynos 1 đã tiềm cận hoặc đạt tới trình độ Flagship Tier 1. Một yếu tố khác cũng rất quan trọng, người trực tiếp điều hành dự án Exynos lần này là Tăng Học Trung, ông có nền tảng chuyên môn vật lý tại Đại học Thanh Hoa, là một trong bát đại kim cương của GTE, ông từng giữ chức CEO mảng thiết bị đầu cuối của GTE, sau đó vào năm 2017, trở thành CEO của Unisac. Trong thời gian này, ông đã tham gia và chủ trì việc thúc đẩy kế hoạch nghiên cứu phát triển chip 5G của UNISAC. Đồng thời, ông cũng trực tiếp điều phối việc bố trí sản phẩm chip truyền hình, chip IoT, Bluetooth và tần số vô tuyến của UNISAC. Có thể nói, Tăng Học Trung chính là một trong những thuyền trưởng dày dạn kinh nghiệm nhất trong ngành công nghiệp chip của Trung Quốc hiện nay, không có gì phải nghi ngờ. Việc Exinou một được sản xuất hàng loạt thành công lần này có mối liên hệ chặt chẽ với kinh nghiệm dày dặn trong ngành, mạng lưới quan hệ quốc tế mạnh mẽ và sự nhạy bén về công nghệ của Tăng Học Trung. Nhiều người đặt câu hỏi liệu Exinou một có lặp lại thất bại của chip sơ chết một năm xưa không? Cá nhân tôi cho rằng ngược lại, chính vì sơ chết một từng thất bại, nên bài học rút ra từ đó lại trở thành tài sản quý giá của Xiaomi. Thực tế, so với các hãng như OPPO hay Vivo, Somi là người ngã ngựa sớm hơn và cũng đau hơn trong hành trình phát triển chip điện thoại như lời quân từng viết trên Weibo, 10 năm ủm băng, màu nóng vẫn chưa nguội, ngụ ý rằng dù bao năm lạnh giá, nhiệt huyết vẫn chưa tắt. Chúng ta đều biết, thất bại của sơ chết một năm đó xuất phát từ rất nhiều vấn đề, định vị sản phẩm không rõ ràng, chu kỳ IND kéo dài quá mức, nhân sự phân bổ thiếu hợp lý, phối hợp kèm với nhà sản xuất wafer và đặc biệt là hiểu sai về độ khó của ngành bán dẫn, kết quả lại. Xiaomi năm si ra mắt đã tụt hậu ngay từ ngày đầu, lại còn phải lôi kéo fan Xiaomi làm chuột bạch thử nghiệm, từ đó dẫn đến hậu của gần như không thể cứu vãn, sơ chết một thất bại, S2 thậm chí còn không thể tết bao thành công. Làm chip điện thoại và làm chip đơn chức năng là hai chiến lược hoàn toàn khác nhau, khó khăn lớn nhất của chip điện thoại không nằm ở khâu thiết kế kỹ thuật mà là tìm đúng sản phẩm, ra mắt đúng thời điểm, chọn điểm cắt thị trường hợp lý để người dùng sẵn sàng bỏ tiền mua, từ đó hình thành chuỗi phản hồi tích cực giữa việc phát triển sản phẩm, nghiên cứu và cải tiến liên tục. Lần này, ta thấy Somi đã đặt cược ở tiến trình 3 nắn ngay từ đầu, rút ngắn tối đa thời gian phát triển dự án Âu 1, ký kết với quân cam để xa dịu cạnh tranh, chọn thời điểm ra mắt vào mùa thấp điểm từ tháng 3 đến tháng 5, định vị sản phẩm ở phân khúc cao cấp khác biệt hóa như Esposo của dòng số, để tránh xung đột với dòng chính. Somi cũng đang dồn lực để đẩy mạnh doanh số ở phân khúc máy tính bảng cao cấp, trong từng bước đi, từng nước cờ, từng lựa chọn, nếu bạn hiểu ngành này, bạn sẽ cảm thấy rằng đây là kết quả của 10 năm thất bại không ngừng và những học phí mà Xiaomi đã trả, mỗi quyết định đều là sự cân nhắc tỉ mỉ và tinh tế. Có một số ý kiến trên mạng nói rằng Exynos không có modem tích hợp thì không được gọi là SoC điện thoại thực sự. Tôi đồng ý với quan điểm này, đúng là Exynos t một có modem 4G. Nhưng để tôi nói rõ, nếu độ khó của modem 4G là 10 điểm, thì modem 5G có thể là 90-95 điểm, thậm chí còn cao hơn. Việc này đòi hỏi phải vượt qua nhiều rào cản công nghệ như hỗ trợ sóng MM Way, tương thích nhiều giải tần, giao tiếp tiết kiệm năng lượng và thích nghi sâu với các nhà mạng. Ngoài ra, việc dùng bay Ben rời sẽ làm tăng diện tích chip khoảng 15% và kéo theo cả mức tiêu thụ điện năng lẫn chi phí mua linh kiện cũng tăng lên. Nhưng cá nhân tôi cho rằng, với những đột phá về công nghệ pin điện thoại, trong vài năm gần đây, cộng thêm khả năng tối ưu qua màn hình và điều phối hệ thống, thì vấn đề tiêu thụ điện năng của Bayben có thể được giảm nhẹ phần nào. Về tổng thể trải nghiệm của người dùng cuối, tôi cảm thấy ảnh hưởng không quá lớn. Ngay cả Apple thời kỳ đầu khi làm điện thoại cũng gặp vấn đề tương tự, họ đã mua lại bộ phận Bayben của Intel và tồn đến 10 năm trời nhưng vẫn đầy giấy khó khăn. Ngay cả sản phẩm flagship mới nhất của họ cũng vẫn đang sử dụng Bayben của Qualcomm. Chiếc iPhone 16e vừa mới ra mắt, Dùng Bayben C một gió Apple tự phát triển, nhưng so với các giải pháp Ben phổ biến hiện nay thì vẫn còn khoảng cách nhất định về độ ổn định trong một số điều kiện môi trường khắc nghiệt. Apple C một chủ yếu tập trung giải quyết vấn đề hiệu suất năng lượng. Tuy nhiên, về dài hạn, từ AP đến BP sẽ là một quá trình đột phá dần dần đối với zin trước mắt. Họ tích hợp bayben của MediaTek để kiểm nghiệm hiệu năng của API, sau đó sẽ dần tiến tới các bước như trao đổi bằng sáng chế, thậm chí là thâu tóm một số công ty có năng lực về bayben Đây là việc cần có quy hoạch dài hạn. Sau loạt phân tích ở trên, tôi muốn chuyển sang hai góc nhìn cá nhân về Exynos 1. Con chip đang khiến cả ngành bàn tán sôi nổi lúc này. Một mặt, Xiaomi đang sở hữu một vài lợi thế đáng kể trong cuộc chơi làm chip, nhưng mặt khác, họ cũng đang phải đối mặt với không ít rủi ro thực tế ngay sau khi Exynos 1 chính thức ra mắt. Trước hết, Hãy nói về rủi ro, không nghi ngờ gì nữa, lần này Xiaomi, bao gồm cả Lôi Quân, khi lựa chọn công bố o 1 và T1 vào thời điểm này, chắc chắn đã gánh chịu áp lực và rủi ro rất lớn, đây tuyệt đối không phải là một quyết định dễ dàng và thậm chí có thể ảnh hưởng lớn đến chiến lược phát triển toàn diện của Xiaomi, không chỉ trong vài năm tới, mà là cả thập kỷ tiếp theo. Dù lần này, SG được thiết kế với số lượng bóng bán dẫn thấp hơn mức giới hạn 30 tỷ bóng theo quy định của BIS và toàn bộ quy trình từ thiết kế đến đóng gói đều sử dụng các công ty trong danh sách trắng. Nhưng chúng ta đều hiểu tính cách của Donald Trump, các chi tiết trong văn bản của Bộ Thương mại Mỹ thường không mang nhiều trọng lượng trong các cuộc đàm phán thực tế. Nói cách khác, chỉ cần một chút gió lay cỏ động là Xiaomi hoàn toàn có thể bị đưa trở lại danh sách đen. Vì vậy, cá nhân tôi cho rằng lần này Xiaomi 15S Pro nên khống chế sản lượng ở mức khoảng 500.000 đến 800.000 chiếc để đảm bảo an toàn, đồng thời nên tập trung đẩy mạnh danh số ở mảng máy tính bảng, không nên vội vàng tung ra các sản phẩm thuộc lĩnh vực tính toán hiệu năng cao, những nội dung liên quan đến năng lực tính toán của NPU cũng nên hạn chế quảng bá quá đa. Về phần AI, sau này, Xiaomi có thể định vị dòng Esposo là flagship chuyên về nhiếp ảnh hoặc một dòng sản phẩm thời trang cao cấp, nhằm tạo ra sự khác biệt với các flagship toàn năng dùng sở nắp Snapdragon, mặc dù giữa Xiaomi và quân cam đã ký kết hợp đồng hợp tác, nhưng về lâu dài, làm thế nào để duy trì mối quan hệ ổn định và lành mạnh với quân cam vẫn sẽ là một vấn đề rất nhạy cảm. Tất nhiên còn một rủi ro nữa mà chúng ta cần nhận thức rõ, đó là trong ngắn hạn, để chip vaccine có thể tạo ra lợi nhuận là điều khá khó khăn. Điều này đòi hỏi Xiaomi phải có đủ bản lĩnh chiến lược và sự kiên nhẫn để theo đuổi đến cùng. Ngoài ra tôi cũng có một đề xuất, nếu muốn thực sự giải quyết bài toán về năng lực sản xuất và độ bền vững của chuối cung ứng cho Exim, Xiaomi cần sớm chủ động kết nối sâu hơn với các nhà máy gia công bán dẫn trong nước, cũng như các mắt xích trong chuối cung ứng nội địa. Sang hai Exim có thể cân nhắc sử dụng chuối cung ứng trong nước để sản xuất một phần các chip phụ trợ xung quanh, cơ hội luôn dành cho những người có sự chuẩn bị. Tiếp theo, hay nói nhanh về các lợi thế của Somi, nhắc đến lợi thế làm chip của Somi, mọi người thường nói đến cộng đồng Mi Fan đông đảo, hệ sinh thái sản phẩm phong phú, hay thành công bước đầu trong mảng xe điện, nhưng cá nhân tôi cho rằng, lợi thế lớn nhất hiện tại của Somi chính là độ tuổi của Lôi Quân. Lôi Quân hiện khoảng 54 tuổi, đang ở giai đoạn đỉnh cao của một nhà lãnh đạo. Gần đây, tôi thấy ông ấy cũng tập thể dục thường xuyên, vóc dáng và thân thái đều rất tốt. Với phong độ hiện tại, việc dẫn dắt Somi chiến đấu thêm 10 đến 20 năm nữa là hoàn toàn khả thi. Đừng xem nhẹ điều này, khả năng vận hành thống nhất toàn tổ chức là yếu tố cực kỳ quan trọng, từ tính nhất quán của chiến lược dài hạn, khả năng triển khai đồng bộ đến mức độ trung thành của đội ngũ cán bộ. Tôi từng thấy rất nhiều công ty chết hiểu chỉ vì vấn đề chiến lược, nội bộ đánh nhau, dự án tan nát. Nếu phải kể thêm một lợi thế nữa, đó chính là hệ sinh thái Xiaomi, đặc biệt là Mi Home và IoT. Hiện nay, Xiaomi đang làm rất tốt ở mảng này, nhưng ai theo dõi các diễn đàn Home Assist tầng quốc tế sẽ thấy, Xiaomi được cộng đồng nước ngoài đánh giá rất cao, thậm chí, độ phổ biến của Mi Home ở nước ngoài còn vượt cả thị trường nội địa trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái con người, xe hơi, nhà cửa, tôi thì chưa rõ về mảng xe, nhưng riêng mảng nhà, Xiaomi đã đi trước một bước khá xa. Vì vậy, về lâu dài, lợi thế về hệ sinh thái mở và tính sẵn sàng của Xiaomi chính là một tài sản vô hình quý giá, giúp sinh có thể từng bước tiến ra thị trường quốc tế. Tóm lại, với sự ra mắt của acting o một somi đang đứng trước một cơn bão tiềm tàng nơi đầy giấy những bất định nhưng cũng chất chứa vô vàn cơ hội và thách thức nếu lần này acting o một thực sự thành công điều đó có thể đánh dấu sự ra đời của một công ty trung quốc hoàn toàn mới một doanh nghiệp công nghệ đúng nghĩa acting sẽ kết nối trọn vẹn hệ sinh thái con người xe hơi nhà cửa của Xiaomi, hoàn thiện chuỗi liên kết từ thiết bị đầu cuối đến xe điện từ phần cứng phần mềm đến dữ liệu và ứng dụng một sự tích hợp xuyên suốt mà ngay cả apple cũng chưa bao giờ thực sự làm được Tôi không phải là Mi fan, nhưng tôi thật sự khâm phục tinh thần cầu tiến và khát vọng làm chủ công nghệ của Xiaomi. Họ không chọn con đường dễ, nhưng chính điều đó mới đáng để chúng ta dõi theo và hy vọng. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu bạn có suy nghĩ hay quan điểm gì, hãy để lại bình luận bên dưới. Chúng ta có thể cùng nhau trao đổi thêm. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.